Tìm đâu được nhà 55 đến 60 mét vuông thiết kế và xây dựng 3 tầng ô tô vào tận cửa mà giá chỉ có hơn 2 tỷ thôi. Thưa quý vị, Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 11 căn nhà nằm ở trên mặt ngõ thông thoáng. Vừa mới hoàn thiện xong có ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế sân cổng riêng, diện tích từ 55 cho tới 60 mét vuông. Thưa quý vị, ví dụ như ở ngoài này là có 4 căn nằm ở trên mặt ngõ trục chính và thiết kế của ngôi nhà có sân cổng riêng thực tế như thế này. Thưa quý vị, ở ngoài này thì có 4 căn, với 4 căn này thì mức giá cao hơn so với 7 căn trong. Tuy nhiên thì trong video này Ngọc Anh sẽ quay một căn bên trong gửi tới cho quý vị, bởi vì hôm nay em đi thì em quên mang khóa mọi người ạ. Cho nên là sẽ quay và gửi tới bên trong cho quý vị. Ở bên trong này, đường to, ngõ rộng, ô tô vào tận cửa luôn. Rộng thoáng vô cùng thưa quý vị. Và với 7 căn nhà này, mọi người thấy không ạ? Sổ đỏ riêng biệt, 11 cuốn sổ đỏ riêng biệt từng căn, điện nước riêng biệt từng căn. Đây mọi người có thể nhìn thấy. Đây là đồng hồ nước ạ. Đây. Của 7 căn nhà. Quay tổng thể dự án với vị trí này gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn. Vị trí của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai. Quốc Oai là một trong những huyện rất là rộng và cái quỹ đất của nó còn rất là nhiều. Cho nên với cái diện tích rộng mà giá bán rất là hợp lý, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Mỹ Đình, đi làm ở Hoài Đức và đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, phạm vi bán kính khoảng tầm 13-14 km quay đầu ở Hà Nội thì đi lại rất là bình thường đúng không ạ? Sau đây mời mọi người theo em vào khám phá một trong số những căn như thế này. Thiết kế thì nó gần như là căn mẫu giống nhau thôi mọi người ạ. 7 căn nhà. Ở trong này 7 căn và mặt ngoài là 4 căn. Và mời mọi người theo em vào khám phá một ngôi nhà cụ thể nhé. Đây. Đang trong quá trình phần hoàn thiện những cái khâu cuối cùng cho nên Ngọc Ánh chỉ quay tổng quát và nói sơ qua cho quý vị về cái diện tích thôi. À, căn mặt ngoài thì hướng nhà là hướng đông nam, căn Ngọc Ánh đang đứng ở đây là hướng đông bắc mọi người ạ. Và cái phần hoàn thiện này thì chỉ trong khoảng tầm 1 tuần 2 tuần nữa là có thể xong hết, dọn đồ về và ở được ngay. Bây giờ chỉ còn thiếu về lắp cửa này, về điện này, thiết bị vệ sinh một chút nữa thôi. Còn mời theo em vào cụ thể. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Tất cả các căn ở đây đều thoáng trước, thoáng sau, có khoảng lưu không phía trước, phía sau. Hướng nhà này hướng đông bắc rất là mát. Ngoài kia hướng đông nam còn mát hơn nữa thưa quý vị. Phần phòng khách đây rất là rộng, phần đường ngõ trước nhà thực tế kia rất là thoáng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng chuẩn bị được lắp đặt. Đó. Đây là phần không gian phòng bếp, chỉ còn lắp tủ bếp nữa là xong. Với cái diện tích rộng cho nên thiết kế cái phần không gian phòng bếp cũng rất là rộng mọi người ạ. Với 7 căn nhà này thì diện tích từ 55 cho tới 56, 57 mét vuông thưa quý vị. Và đây là khoảng lưu không ở phía mặt sau. Cực kỳ là thoáng, nhà nào cũng thế nhé mọi người. Nhà nào cũng thế, để thoáng như thế này. Đấy. Phần đằng sau này thì quý vị có thể chế biến đồ tươi sống các thứ. Còn ở trên này sau này quý vị muốn để cái ô thoáng lấy ánh sáng thì có thể thiết kế ở đây là một cái cửa nhựa, là một cái trần nhựa mọi người ạ. Một ô vệ sinh, một phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 1 phòng khách, phòng bếp. Đây, phòng vệ sinh đây mọi người ơi. Cầu thang để ở giữa, toàn bộ cái thống tay vịn của trụ cầu thang thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang tất cả các căn ở đây thì đây là căn mẫu mọi người nha, và còn tất cả những căn đều đang trong cái quá phần hoàn thiện như thế này. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng trên của ngôi nhà để xem với một ngôi nhà diện tích 55, 56, 57 mét thì thiết kế ra sao. Với ngôi nhà 3 tầng diện tích rộng cho nên chủ nhà thiết kế tối ưu công năng, không cần 4 tầng nhưng mà vẫn thiết kế được cho quý vị 3 đến 4 phòng ngủ. Trên phía tầng 3, tầng 2 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ, cửa sổ thông thoáng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, cực kỳ là thoáng thôi quý vị. Với cái vị trí ngôi nhà này thì xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 khá là tiện ích. Địa phận Quốc Oai thì rất là rộng,
Tuy nhiên, ngôi nhà hiện tại Ngọc Ánh quay review cho quý vị, nó giáp với địa phận Hoài Đức, gần với trạm bơm Yên Nghĩa, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica. Cho nên là từ vị trí ngôi nhà này mà ra tới trường đại học Phenica, nó chỉ phạm vi bán kính khoảng tầm 3,5 đến 3,7 km thôi. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng. Đây mọi người ạ. Chỉ còn lắp thiết bị vệ sinh nữa là xong. Và dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở. Phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên trong. À, đây là phần phòng ngủ mọi người ơi. Phòng ngủ ở phía bên trong đây. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ, ánh sáng, thông thoáng, trần thạch cao, đầy đủ. À, còn lắp cửa thông phòng, cửa nhà vệ sinh. Chỉ còn một chút những cái hạng mục này thì thực tế luôn, nếu như mà để hoàn thiện thì trong 3 ngày là xong hết thôi mọi người ạ. Đó. Mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và trên tầng 3 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh, một khu vực phòng thờ và một khu vực sân phơi. Quá là tối ưu công năng dành cho một cái căn nhà diện tích rộng thì mới có thể thiết kế được như thế. Còn nếu như mà bảo diện tích có 30m thì không thể nào mà thiết kế nó hài hòa được như vậy đâu mọi người ạ. Đó. Rất là thoáng. Bao giờ mà hoàn thiện xong hết thì Ngọc Ánh sẽ làm một cái video hoàn thiện chuẩn chỉnh đẹp đẽ cho mọi người. Còn hiện tại nếu như mà mọi người mua tại thời điểm hiện tại thì cái giá rất là hợp lý, cũng như là cái mình vẫn về ở được luôn, chỉ trong 3 ngày là hoàn thiện hết cho quý vị. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 3. Đó. Đây là phần phòng thờ. 11 ngôi nhà, 11 cuốn sổ đỏ, căn nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn thấp nhất tại đây là 2 tỷ 280 triệu quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Đây là phần sân phơi, tương đối hợp lý dành cho một hộ gia đình sử dụng. Với một ngôi nhà diện tích rộng, thiết kế được 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp riêng biệt, ô tô vào tận cửa thì quý vị còn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên để được tư vấn đi xem nhà. Thực tế quy căn của bên Nhà Tốt còn rất nhiều, có những căn chỉ có hơn 1 tỷ thôi mà toàn bộ pháp lý chuẩn chỉnh, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như theo hiện trạng quay ở trên video cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu liên hệ ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.